Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nên mặc gì khi đạp xe. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của xedap.vn. Mình là Hoàng. Nếu như các bạn mới tập đạp xe, bạn có thể nhìn thấy những tay đua chuyên nghiệp với những bộ đồ rất khu ngầu. Vậy những bộ đồ nó chỉ phù hợp với những tay đua chuyên nghiệp hay là phù hợp với những người mới như bạn? Trong video này, chúng tôi sẽ giải thích vì sao các bạn nên đầu tư vào một chiếc áo đua xe đạp nhé. Dù bạn mới tham gia vào bộ môn đua xe đạp hay là bạn đã tập luyện lâu, việc chọn cho mình một chiếc áo phù hợp để tập luyện đó là điều giúp bạn tự tin và thoải mái hơn. Áo đi xe đạp thường được làm bằng chất liệu vải thun bó sát vào người, giảm lực cản của gió khi di chuyển. Áo có thiết kế cổ đứng, chống nắng, hạn chế tối đa ánh nắng mặt trời chiếu vào, giúp bạn giảm thiểu khả năng cháy nắng. Những chiếc áo thiết kế cho việc đạp xe thường rộng ở phần vai và tay để khi bạn vươn người về phía trước, áo sẽ vừa vặn với cơ thể của bạn. Việc di chuyển đường dài sẽ khiến nhiệt độ cơ thể của bạn tăng cao. Việc lựa chọn những chiếc áo có khóa kéo phía trước sẽ giúp bạn thoáng khí hơn. Túi chuyên dụng được đặt ở phía sau của áo giúp bạn để được nhiều đồ nhưng vẫn mang lại cảm giác nhỏ gọn, tiện lợi và không tăng lực cản của gió. Ngoài ra, các bạn có thể cân nhắc việc sử dụng cho mình những chiếc áo chống thấm nước giúp bạn giữ an toàn cho điện thoại hay những vật dụng cá nhân của mình trong suốt quá trình di chuyển. Đối với thời tiết lạnh, các bạn có thể cân nhắc cho mình việc sử dụng những chiếc áo có lớp lót nhiệt bên trong giúp bạn giữ ấm cơ thể khi di chuyển, đồng thời thoát hơi khí ẩm ra ngoài. Những chiếc áo phản quang sẽ giúp bạn di chuyển tốt hơn vào ban đêm hoặc những nơi có nhiều người qua lại. Điều này sẽ giúp bạn gây chú ý với những người khác trên đường đi. Vì vậy, bạn hãy lựa chọn cho mình một chiếc áo phù hợp để trở thành một tay đua xe đạp thực thụ nhé. Quần đạp xe cũng không kém phần quan trọng nếu bạn muốn trở thành một tay đua xe đạp thực thụ. Các loại quần được thiết kế dành riêng cho nam và nữ, tạo sự thoải mái tối đa cho người sử dụng. Các loại quần xe đạp đều được trang bị phần đệm bút dưới mông, có chức năng bảo vệ bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, tạo cảm giác êm ái tối đa khi di chuyển trên đường dài. Quần đùi xe đạp thường có đầy đủ hình dạng, kích cỡ và độ dày khác nhau. Thông thường, quần đùi xe đạp sẽ có 3 lớp đệm trong, lớp đệm giữa và lớp đệm ngoài. Chiếc quần may không có đường chỉ khâu là một ưu điểm nổi bật trên những chiếc quần đạp xe. Điều này sẽ không gây kích ứng cũng như cọ sát vào da, giúp giảm thiểu khả năng khó chịu khi các bạn đạp xe. Có 3 loại quần đạp xe chủ yếu, đó là quần sock, quần dài và quần điếm. Trong đó, quần sock và quần dài sẽ phù hợp với việc tập luyện. Đối với quần sóc ngắn, thường người đạp sẽ thoải mái hơn, lực đạp mạnh hơn. Đồng thời ở dưới quần sóc ngắn thường có một lớp đệm dưới đáy quần giúp giảm lực ma sát và thoát khí mồ hôi. Cũng giống như quần sóc, quần dài có một lớp lót bên trong giúp bạn thoải mái hơn khi đạp xe, đồng thời có khả năng kháng nước và phản quang khi bạn đi trong buổi tối. Đối với những chuyến đi dài, bạn có thể lựa chọn cho mình một chiếc quần yếm. Với những chiếc quần yếm sẽ có dây đeo giúp giảm áp lực lên vùng bụng, đồng thời tránh việc quần bị trượt xuống. Với những chuyến đi dài, quần yếm sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Vì vậy, việc lựa chọn chiếc quần phù hợp sẽ mang đến trải nghiệm tuyệt vời nhất trên từng đoạn đường. Bạn đã muốn trở thành một tay đua xe đạp chuyên nghiệp chưa? Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Hãy lựa chọn cho mình một bộ đồ đua xe đạp thật khu ngầu nào. Cảm ơn các bạn đã xem qua video. Nếu thấy hay hãy cho một like. Nếu muốn biết thêm những thông tin bổ ích, hãy ấn nút subscribe và nút chuông thông báo. Đừng ngần ngại để lại một bình luận bên dưới nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở showroom xe đạp.vn gần nhất.